Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Để tiếp tục quay trở lại làng hoa Sa Đéc nha. Đến nhà vườn của chị Cúc có một số bông trang, một số hoa giấy, tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Dạ em chào anh Thái. Dạ mến chào cô chú anh chị đang xem kênh anh Thái. Hôm nay em có về một số hoa mẫu đơn gồm Thái đỏ và Mỹ Nhung lá lớn và tím sen và bông giấy ngũ sắc năm màu. Mong các cô chú anh chị ủng hộ cho em ạ. Số điện thoại của em là 0703236422 là số Zalo của em. Vừa qua em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ cái clip vừa rồi. Đang mất thời gian cho em lên là một cây cây mã số 1 là một cây châm ổi ạ. Chiều cao 1m05 ạ. Tán ngang là 88 ạ. Cái này. Cây này cây zin nha quý anh chị. Quanh tầm khoảng 4 năm ha. Dạ. Dạ mã số 1 là 250.000 bao ship ạ. Tiếp theo mã số 2 châm ổi luôn ạ. Chiều cao 95. Tán ngang 75 ạ. Hoành cũng cặp, con cặp duy nhất. Dưới nó đầm hoa rất là ngọt hả chị em. Mã số 2 cũng là 250.000 luôn ạ. Hoa rất đẹp luôn. Theo mã số 3. Cây ngũ sắc. Cây ngũ sắc. Ngũ sắc hái 5 màu ạ. Chiều cao 1m2. Kinh xuống đi. Tán ngang 90 ạ. Hoành 19 ạ. Mã số 3 là 500.000 ạ. Đủ 5 màu nha quý anh chị em, gồm có đỏ, hồng, vàng, cam và trắng phớt hồng nha. Mã số 4 cũng là ngũ sắc luôn ạ. Cây này phôi rất lực à. Đang cứng hòa. Chiều cao 1m1. Tán ngang 90 ạ. Hoành 20, 26 ạ. Cho mã số 4 này là 500.000 ạ. Tiếp theo là mã số 5. Ngũ sắc ạ. Chiều cao 1m15. Tán ngang là 95 ạ. Hoành 18 ạ. Cái mã số 5 này là 500.000 ạ. Mã số 6. Ngũ sắc ạ. Chiều cao 1m1. Tán ngang là 90 ạ. Hoành 24 ạ. Cái mã số 6 này 500.000 ạ. Cái mã số 7. Ngũ sắc ạ. Chiều cao 1m1 luôn ạ. Tán ngang là 90. Hoành 22 ạ. Cái số 7 này cũng là 500.000 luôn ạ. Cái mã số 8. Ngũ sắc luôn ạ. Chiều cao 1m1. Tán ngang 90 ạ. Hoành 30 ạ. Cây số 8 tức là 500.000 luôn ạ. Tiếp theo cây số 9. Mẫu đơn ạ. Vàng trắng Yên Bái của anh chị em. Trồng ở miền Nam nha. Chiều cao là 98. Tán ngang là 85 ạ. Cây một cốt rất đẹp à. Hoành 12 ạ. Thốc khăn là 20 ạ. Cây mã số 9 này là 350.000 ạ. Mã số 10. Vẫn là đỏ vàng trắng Yên Bái à. Chiều cao 1m ạ. Tán ngang 90 ạ. Phôm tròn xe ha. Hoành 12 luôn ạ. Củ rễ to quý anh chị em. Mã số 10 là 350.000 luôn ạ. Mã số 11.
Chiều cao là 93. Tán ngang là 1 mét ạ. À. Hoành 14 ạ. À. Mã số 11 này là 350.000 luôn ạ. À. Mã số 12. Cây thái vàng. Cây thái vàng ạ. À. Hàng thuần á. Chiều cao là 85. Tán ngang là 75 ạ. À. Hoành 16 ạ. À. Thấu thân 20. Mã số 12 này 250.000 ạ. À. Mã số 13. Cây thái đỏ ạ. À. Chiều cao là 79. Tán ngang là 80 ạ. À. Kẹo búp chân của anh chị em. Hoành dưới này là 13. Cái mã số 13 là 280.000 ạ. Mã số 14. Thái đỏ luôn ạ. Chiều cao là 82. Tán ngang là 80 ạ. Hoành 13. Cái mã số 14 này là 280.000 luôn ạ. Mã số 15. Thái đỏ. Chiều cao là 77. Tán ngang là 80 ạ. Hoành 13 luôn ạ. Mã số 15 này là 280.000 luôn ạ. Hết ảo rồi. Mã số 16. Thái đỏ luôn ạ. Chiều cao 80. Tán ngang 80 luôn ạ. Form nó tròn xoe với anh chị em. Hoành 14 ạ. Em mã số 16 là 280.000 luôn ạ. Em mã số 17. Chiều cao 90. Tán ngang 90 luôn ạ. À. Hoành 15 ạ. À. Cây 17 này là 280.000 ạ. À. 18. Tím sen của anh chị em. Tím sen ạ. À. Chiều cao 85. Tán ngang 87 ạ. À. Một cục lùng của chú chị. Dạ hoành 10 ạ. À. Cây 18 là 250.000 ạ. À. Mã số 19 ạ. À. Chiều cao 1m07. Tán ngang là 90 ạ. À. Hoành 12 ạ. À. Cây mã số 19 là 280.000 ạ. À. Mã số 20 ạ. À. Tím sen luôn ạ. À. Chiều cao 1m03. Tán ngang là 90 ạ. À. Hoành 12 ạ. À. Cây mã số 20 là 280.000 luôn ạ. À. 21. Tím sen luôn ạ. À. Chiều cao 1m10. 21. Tán ngang là 95 ạ. À. Cái hoành 13. Cái 21. Này là 280.000 ạ. À. Mã số 22. Cái tím sen luôn ạ. À. Chiều cao 1m.
Cắn ngang là 95 ạ. Quanh 11 ạ. Cây mã số 22 là 280 ngàn ạ. Cây này lên rồi, thấy qua đây nè. Rồi tùm lum hết. Cây mã số 23. Tím sen ạ. Chiều cao là 93. Tán ngang là 85 ạ. Hoành 11 ạ. Cây mã số 23 là 250 ngàn ạ. Cây mã số 24. Tím sen luôn ạ. Nhìn. Nhìn qua đi. Chiều cao 1m05. Tán ngang 1m ạ. Hoành 12 ạ. Cây 24 này là 280 ngàn ạ. Cây mã số 25. Tím sen luôn ạ. Chiều cao 1m ạ. Tán ngang là 85 ạ. Hoành 12 ạ. Cây mã số 25 này là 280 ngàn ạ. 26. Hái đỏ ạ. Chiều cao là 83. Tán ngang là 75 ạ. Hoành 11 ạ. Cây 26 là 250 ngàn ạ. Cây mã số 27. Thái đỏ luôn ạ. Chiều cao là 70. Tán ngang 70 luôn ạ. Hoành 10 ạ. Cây 27 này là 250 ngàn luôn ạ. Cây mã số 28. Thái đỏ ạ. Chiều cao là 73. Tán ngang 73 luôn ạ. Hoành 12 ạ. Cây mã số 28 này là 250 ngàn luôn ạ. Cây mã số 29. Thái vàng ạ. Chiều cao 73. Tán ngang là 80 ạ. Hoành 13. Cây 29 này 250 ngàn luôn ạ. Cây 30 hái vàng luôn ạ. Chiều cao là 75. Tán ngang là 70 ạ. Hoành 11. Cây 30 này là 250 ngàn luôn ạ. 31 hái vàng luôn ạ. Chiều cao là 73. Tán ngang là 75 ạ. Hoành 11 ạ. Cây 31 là 250 ngàn luôn ạ. Cây 32 thái vàng luôn ạ. Chiều cao 80. Tán ngang là 75 ạ. Hoành 12 ạ. Cây 32 này 250 ngàn luôn ạ. Cây 33, cây thái đỏ ạ. Chiều cao là 94. Tán ngang là 90 ạ. Hoành 15 ạ. Cây 33 này là 300 ngàn ạ. Cây 34 thái đỏ luôn à. Chiều cao 90. Tán ngang 90 luôn à. Hoành 15 à. Cây 34 thì cũng là 300 ngàn luôn à. Cây
cây 35, thái đỏ luôn ạ. Chiều cao là 85, tán ngang là 75 ạ. Hoành 14 ạ. Cây 35 này là 300 ngàn ạ. Dạ, cây 36 là cây Mỹ Nhung ạ. Phòng tàn xòe to quý anh chị em, đang cứng búp à. Chiều cao 1m25 ạ. Tán ngang 1m2 ạ. Cây này mới bứng về, của chú để trong máng giùm em nha. Dạ, thoát khăn là 40 ạ. Hoành 11 ạ. Cây 36 này là 450 ngàn ạ. Gói tàn này của chú anh chị. Cứng búp hả trường quý anh chị em. Cây 37 cũng cây Mỹ luôn ạ, à, Mỹ Nhung ạ. À. Lồn lên búp quá xá luôn. Hoa thì đỏ đậm. Chiều cao 1m3. Tán ngang của cây là 1m25 ạ. À. Thoát thân là 45 luôn ạ. À. Hoành cái này là 12 ạ. À. Cây 37 này là 450 ngàn ạ. À. What's that book say? Cây 38, cây Mỹ luôn Nhung ạ. Cứng rồi. Chiều cao 1m25 ạ. Tán ngang 1m25 luôn ạ. Thoát thân là 47 ạ. Quỳnh dưới này là 13. Cây 38 này là 450 ngàn luôn ạ. Phồn tàn tròn ha. Đang full búp rồi. Cây 39 ạ, à, cây Mỹ luôn ạ. À. Chiều cao 1m3. Nhìn cái đó lại luôn đi. Tán ngang là 1m2 ạ. Thoát thân là 43. Hoành dưới này là 11 ạ. Cây 39 này là 400 ngàn ạ. Cây 40. Cây Mỹ Nhung luôn ạ. Chiều cao 1m15. Tán ngang 1m15 luôn ạ. À. Thoát thân là 45 ạ. À. Mình dưới này là 10 ạ. À. Cây 40 này là 400 ngàn cũng là cú clip hôm nay ạ. À. Dạ rất mong cô chú anh chị ủng hộ cho em mến chào ạ. À. Rồi hẹn gặp lại trong chiều clip tiếp theo của nhà vườn chị Cúc nha. Nè, cảm xúc.